có bến đò, nhưng mà bây giờ không có bến đò. Bây giờ đi pha đi rồi, không có cầu gì, cầu Bến Tre. Rồi người ta bán trên những cái sạp hả cô? Lúc trước. Dạ. Cua Bình Đại hả? Dạ, cua Bình Đại bên đây thì bấy gì bấy cơm rất là nhiều luôn. Đó, ngồi chú anh chị mình có đi chợ Mỹ Tho là ghép hộ dị đây nha. Để con ở bên An Giang. Ở bên khu bên đây thì rất là nhiều khô nha cô chú. Dễ này bán khô rất là nhiều luôn nè. Cá hồi hả? Rồi. Con này cá bóp. Bóp hồi. Bóp chim rồi. Bóp luôn nha. Ôi cái đó yêu thương kỳ lắm. Không chưa, chưa làm ai nè. Ôi ơi. Có rồi, có xôi, có cháo. Tiền của chú đi chiếu nhiều nào biết sao rồi đây chú cũng ghê dữ đó. Mình biết lội mình biết bơi rồi đó hả? Trái bự 25 tháng này còn có tặng muối ớt không? Dạ em mến chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn. Rất là vui khi gặp lại quý ông bà cô chú anh chị trong một video tiếp theo của em. Dạ thì hiện tại em đang đứng ở đây là trong trung tâm thành phố Mỹ Tho cô chú anh chị. Hôm nay em đến đây em ghi hình chợ thành phố Mỹ Tho cho cô chú anh chị mình xem. Đây là phía đây nè cô chú. Phía bên đây là chợ thành phố Mỹ Tho nha. Đây em đứng trên cây cầu. Cây cầu này em không biết cái cầu gì luôn đó. Tại vì em lại đây là lần đầu tiên cô chú anh chị nên không biết nha. Nên cô chú anh chị mình thông cảm cho em. Đây có mấy chú mấy cô đi bên dưới số. Rồi thì em mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ thành phố Mỹ Tho nha. Ở đây thì những ngày cuối năm em thấy cũng có bán hoa kiểng lai gai nha cô chú anh chị. Cô bán là hoa giấy. Dạ. Hoa giấy nè. Hoa giấy rồi hoa. Cái này là hoa gì vậy cô? Áo bông bụp ha, đẹp quá đẹp luôn. Một chậu gì là mình bán được bao nhiêu tiền cô? 30 hết cô. Dạ. Bông giấy nhìn rất đẹp luôn cô chú. Bông giấy cẩm thạch. Dạ. Ở đây thì chú có cái giống mai gì ngộ quá nè. Mai cúc hả? Bông lại. Hoa hồng. Hoa hồng, mai hoa hồng. Mai hoa hồng. Gia đình. Cỡ này mà thấy được mai này là tư long. Còn khoảng 2 tháng nữa mới thấy được mai. Còn này là cúc hoa hương. Dạ. Đó, anh trai là Hoàng Quyết Long. Bất mai. Hoàng Quyết Long. Cũng 50.000 luôn hả anh? Còn ăn chứ siêu bông Bình Lợi. Siêu bông Bình Lợi đang hốt siêu bông Bình Lợi. Dạ. Còn này là hoa hồng đúng không? Rồi. Mai hoa hồng. Ồ, đẹp quá. Cảm ơn anh trai nha. Thì phía trước này thì thấy có bón hoa nè. Rồi đây cô có một sạp trái cây. Nhìn cô bán dâu nè với nho đẹp quá cô chú. Dâu nho tết cái đây gần cận tết rồi bán đất hàng không cô? Cũng được thấy cô. Dạ cô bán dâu rất là ngon cô chú. Đến đây thì có một chị cũng bán hoa đó cô chú. À ở đây em bắt gặp được cúc mâm xôi màu tím nữa nè. Ồ đẹp quá. Cái này vừa mình trồng gần đây không chị? Dạ. Yeah. Cúc mâm xôi màu tím, chị bán một chậu vậy là được bao nhiêu tiền? Em chưa biết. Chưa biết hả chị? Dạ. Yeah. Đây thì chị có bán bông giấy nè. Rồi
cúc mâm xôi màu tím của chú anh chị. Qua Đồng Tháp này, ở qua bên Tiền Giang này vẫn gặp nha. Tiền Giang Mỹ Tho gặp cúc mâm xôi màu tím luôn. Phải cúc mâm xôi màu tím không? Nói đó. Vậy hả? Nhưng mà trâu nhỏ. Không như anh em mình quay bên kia. Dạ. Em quay hai xíu nghe chị. Đẹp quá. Em quay em với. Đây thì mía. À, mía miền Tây nè. Anh bán mía ở ngoài chợ nhìn đẹp lắm cô chú. Đó xin chào. Cái này mà tết tết thì chân trái này nó đẹp lắm chị. Không, đó là tết. À, vậy là tết có bán nhưng mà bán to hơn. Cái này nhiêu một ký? 10.000. Ủa, có 10.000 à? Bao một luôn á. Bao một luôn hả? Cục đỏ thế. Này là con luôn. Này là con thú cục đỏ của chú anh chị. Thịt bán là bao một luôn. Nước cũng được thôi. Tại hàng này hàng nhỏ chứ không phải là chủ yếu mình phục vụ là uống chai khác hay để dạ, đúng rồi. Kiểu này là uống cho gia đình uống cho dân mình. À, nhiêu trái chị? 5.000. Mèn ơi, sao chợ thành phố mà cái gì cũng có 5.000, 10.000 rẻ dữ vậy. Tưởng như là đang đi chợ quê vậy đó. Không, tại đây em bán nhờ số lượng. Cái này người ta đang xây trung tâm thương mại hả anh Đạt? Người ta lên YouTube luôn. À. Người ta vẫn anh quay giùm con khỉ xiết ở chợ kìa. Con khỉ đang xiết dây kìa, đang thu dây cạnh đó. Người ta ghẹo. Chạy vô rồi, chạy chỗ rồi. Trên đó mà nó. Dạ anh khỉ. Ở đây dân la bật dữ lắm. Dân la động, dân la động nhiều hả chị? Dạ, dân la động. Dạ. Rồi, cảm ơn anh với chị nha, chúc anh chị sức khỏe nha. Đây dài dài ở đây nè cô chú. À, anh đẩy mía tới đây luôn rồi nè. Đây cô bán trái cây cũng đủ loại nha. Xoài nè, rồi vú sữa nè. Có me luôn cô chú. Me Thái luôn nha. Nhìn rất là ngon. Cam kia đầy đủ. Anh trai gặp đứa rồi. Có thấy anh trai đằng kia mà sao lẻ vậy? Đúng rồi. Anh mới chạy xe ra đây hả? Anh mới chạy xe ra đây hay gì nè? Để anh coi ảnh cảnh anh gặp mía nha. Mình gặp bằng máy đúng không? Mì... Coi anh cắt mía bằng máy cho mình coi là nhanh lắm. Thấy chưa? Gấp bằng tay. Cái tay này chắc... coi như là máy gì. Tay mà nhanh hơn máy luôn á. Quá nhanh. Có khi nào mình không cần nhìn mà mình róc được không anh trai? Được luôn hả? Wow, hay vậy. Chung là kỹ năng rồi đúng không? Nhanh rồi. Rồi, có nhiệt luôn. Quá nhanh. Hồn tí nha cô chú, tại bên kia ta hát nhạc đó. Thôi chán trái. Rồi, chán trái đó nha. Ở đây thì mía nè cô chú. Đó, mía anh cắt ra gì nè. Rồi, mình đi tiếp nha cô chú anh chị. Ở đây thì em thấy là có cô bán bánh nè. Cô bán bánh ngon quá. 8.000. Còn bánh này nhỏ nhỏ. 3.000. Rồi, mua bánh đi. Còn bánh chè. 5.000. 5.000 hay bánh chè ha. Lấy cho con hai bịch chè đi. Đó, ok. Ok, ok, con gà đen.
bánh gì vậy cô? Bánh đó giá ăn giống như nông thôn tỉnh ăn vậy á. Dạ. Dạ, ơn cô. Đây bánh tét cô làm có một đòn nè. Có một đòn nè. Vậy là bánh đậu phộng đúng không? Đây bánh đó là... giống bánh trung thu ha. Đúng rồi. Giống như thôn làm cặp chứ. Còn này như dừa. Rồi, cảm ơn cô đi, chúc cô đắt hàng. Rồi, cảm ơn các con nghe. Dạ, bánh mì nấu đường. Bánh mì đường. Đây lá nè. Ừ, lá đó. Cô tự sáng kiến ra cái gì vậy? Hả? Tự sáng kiến ra nấu đường luôn ha. Ừ, tự sáng kiến luôn. Thì cái món này là mình biết nè, nhưng mà cái món khoai mì đường là... mì đường nè. Còn này bánh bò nướng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Khỏe bánh đắt hàng. Con từ đâu tới? Ở An Giang. Rồi chào cô. Rồi chào cô nha. Cô đi nha. Dạ. Rước cô đi luôn hả? Cô bánh bán. Campuchia được không? Campuchia được không? Sao Campuchia rồi quay quay lưng liền. Thôi Mỹ được không? Được, ok. Rồi Mỹ thôi. Mỹ to. Mỹ to. Rồi, chào ok cô. Luôn đấy cô. Rồi chào cô. Mỹ cô ok liền. Mỹ thôi. Đây thì có anh bán một loại cây kiển. Cái này kêu cây cái phát tài, cái phong thủy cái gì nè. Phát tài là trồng trong nước. Đánh giờ như cây thì trồng bao loại cũng rất là đẹp nha. Nhìn đông tết chưa? Nhìn là thấy bụi xuân này. Xuân sắp về. Trong khu này thì người ta đang xây cái trung tâm thương mại này cô chú anh chị. Thấy em thấy cũng gần xong rồi nè. Chắc sắp sửa đưa vào hoạt động rồi. Rồi bên đây thì em thấy có bán trái cây này kia nè. Rồi này thì thấy giờ này bà con chạy xe đi cũng đông lắm cô chú. Cô chú em đây. Đây thì bán hoa. Hoa đây thì cũng một có số hoa Đà Lạt thì kia cũng phong phú lắm cô chú. Giờ bữa thì giá sẽ thay đổi cho Tết. Dạ. Đúng rồi, Tết rồi thay đổi giá.
lưới vàng này, lưới màu. Bông cũng màu xanh luôn nè quý vị. Đây bông màu xanh luôn nè. Xanh nó ngâm màu á, thấy không? Dạ, đẹp quá. Nó giữ cái màu như vậy hoài luôn. Giữ hoài luôn, nó không có phai màu. Bông mai này quá đẹp luôn rồi. Cái này không? Dạ, cái này đẹp lắm nè. Cái này là không quên tên này. Thanh liễu. Thanh liễu đúng rồi. Tết người ta hay trụ mấy cái này lắm nè. Đúng rồi. Này là nhiều nhánh rồi cô. Một bó tới 120 nè. Dạ, bó 120. Tết con đi quay trả Tết là nhiều. Góc chợ ngay đường lên Hiệp Mỹ. Ơi, cảm ơn, chúc cô sức khỏe bán khách hàng nha. Có duyên gặp lại. Tết năm nay trúng mánh rồi cô. Dạ. Đi dài qua đây là trái cây. Gà vịt này có chút, đây thì trái cây chuối. Chú quay phim là nhờ trợ giúp đúng không? Dạ. Bây giờ gặp quay YouTube là trợ giúp đúng không? Dạ. Này con sẽ cho anh chị nè. Đây đây là tấm lòng của con. Để anh cứ cho mình đây có gửi cho cô nè. Chúc gì sức khỏe nha. Dạ. Con có gì bị bệnh hả? Dạ. Con gì bị bệnh luôn? Dạ. 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 Em hả? Dạ. Rồi con chúc gì sức khỏe nha. Ăn chào gì. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha. Dụng cụ nè, dụng cụ là bằng tre gỗ. Như nhà hàng là làm bằng tre hết. Có những cái giỏ bằng tre nhìn rất là dễ thương nè. Tất cả các dụng cụ đây là bằng tre nhiều lắm cô chú, gỗ đây kia nè.
đây có cái em bò luôn. Có chú chó rất là dễ thương rồi cô chú. Đi chợ với cô chủ. Quá khôn luôn này. Chó được lên sóng rồi. Lên sóng luôn. Quá dễ thương. Hôm nay được lên sóng luôn nha. À nhìn à, dễ thương không? Rồi cảm ơn chị nha. Đây thì bán bưởi nè, rồi nói chung ra đây thì có bán dừa, mít này kia, nói chung là đồ nông sản thì rất là ngon, rất là nhiều luôn nha cô chú. Rồi bên đây, khu này thì bán những cái chậu hoa này cô chú. Những ngày cận Tết này thì những cái chậu hoa này bắt đầu là đông đúc, bà con trưng bày ra bán nè. Có lẽ là bà con sắp mua chậu hoa nhiều lắm đó. Chậu này là chuẩn bị cho những cái ngày Tết sắp đến này. Những cái lồng chim. Giờ bên đây thì chậu rất là nhiều luôn cô chú. Bên đây thì cái này là mét sông. Ở đây thì có cái bến sông lên nè cô chú anh chị. Mình đi vòng qua bên chợ bên kia nè cô chú anh chị. Cái chợ này nó rộng lắm. Đi nãy giờ đi cũng xa đó mà chưa hết đâu. Tới đây thì thấy có chị bán ếch nè. À. Cá lóc nè, cá thối, ếch. Đây. Ồ nó chảy hay quá. Từ bên đây phải nhảy qua đây luôn á. Ở đây em thấy có chị bán dừa nè. Củ hủ dừa. Dừa luôn, đặc trưng đây luôn. Con quay dừa nghe gì hay. Ở đây gặp dừa nhiều quá con. Dạ, con mới quay cá rồi. Quay cá rồi rồi cho con quay mấy củ hủ dừa nha. Quay là làm gì lên tường hình á chị. Quay YouTube bà. Dừa này là dừa sim hả gì hay? Quay chi vậy? Dạ. Quay YouTube quay YouTube chợ thôi chứ không có chợ gì cho bà con xem. Đây cũng... cái này vừa trồng nhà luôn hả bà hai? Ừ. Trồng nhà đem ra bán ha. Dạ. Dạ. Này nhiêu trái gì hả? Sao ở đây thấy chi dừa trái nhỏ nhỏ không mà anh Ngọc? Không biết. Cái dừa hình như cái giống này. Cái giống đây là dừa này là chuộng dừa này hả cô? Ta chuộng dừa này ha. Dạ. Ở đây là chuộng dừa này. Nhiêu trái gì hai? Cái này là nhiêu trái? Con giới thiệu vậy hai bán được nhiêu trái? Bà con biết ba trái 20 à? À ba trái 20 ngàn vậy lần trái nhiêu ta? 6 ngàn mấy à? Trái 6 ngàn rưỡi. Đây chắc ta mua 1 lần 50 chục quá. Đó củ hủ quay luôn đây. Dạ củ hủ này làm món gì ngon hay gì hai? Đây chắc làm vậy hai bán được giá là bao nhiêu tiền một ký? 40 ngàn ha. 40 ngàn. Đó giờ biết cô hủ chứ con chưa ăn món nào món này luôn á. Như dì hai biết là cái món gì mà làm bằng cô hủ nó ngon.
con gỏi, gỏi xào ha. À, gỏi gà ha. Ừ. Gỏi gà. Gì hay bị lãng tai vậy? Ủa, nghe. Nói sao nghe. Dạ. Hôm nay móc lên truyền hình là tôi nghe thấy tôi quánh á nha. À, quánh luôn. Vậy là nghe hả? Vậy nghe, nghe hả? Không? Nghe hả? À, dạ rồi nghe. Nói gần gần gì nghe. Còn tôi chúc chị sức khỏe với đất hàng nha. Dạ, chào gì. Hàng chi nãy giờ bữa cơm người ta nói hỏi xa xa xa. Nói xa gì không nghe. Mà gì nghe nói xấu vậy cái gì nghe xấu là gì nghe liền đó nha. Quánh liền đó. Đây chú bán khóm nè. Trời ơi, có rồi, hai khóm. Quá ngon luôn. Con chào gì? Khóm là khóm tất cậu hả gì? Khóm là nông trường. Khóm nông trường. Dạ. Ồ, chú bên kia gọt bao nhiêu một trái? 20 ngàn một trái. Trái nào cũng vậy hay gì? Trái bự 25. Trái bự 25. Bán này có tặng muối ớt không? Có luôn. Có luôn hả? Chung với chú bên đây luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi bán cho con một trái đi. Trái chú gọt luôn. Trái nhỏ rồi. Trái nhỏ thì trái 20 ngàn đi. Trái là trăm ngàn trái đi. Dạ cho con sách đi. Rồi 20 ngàn. Sách ra cho con 2-3 miếng gì đông đi ha gì hai. Chị hai bị tai biến hả? Dạ. Yeah. Cái động tác của gì hai bị chậm quá. Chị bán chắc có hai chú hỗ trợ tiếp á. Chị bán mình nên là không kịp đâu. Quay tay à ha. Ê ê ê, tôi quay dính rồi nghe. Ê ê ê, má phải không? Tôi quay là dính rồi đó, bắt bàn tay rồi đó, má em. Dạ rồi, cô biết trả tiền. Trả tiền bên kia kìa. Biết trả tiền luôn. Đây con gửi gì nè, hai chục phải không? Dạ, chúc chị sức khỏe nha. Ờ, đi chợ biết đưa tiền đâu nữa kìa. Gặp chiếc khóm là chụp liền luôn á. Thôi đẹp trai quá ha. Hai đứa luôn kìa, hai đứa là hai anh em sinh đôi. Sinh đôi hả? Giống nhau quá nên là anh Ngọc, giống nhau quá nha. Giống nha. Giống nhau. Bởi vì quỳ hai đứa luôn đi. Nói quỳ vốn mà ta sinh đôi rồi nó giống nhau quá. Má ba chú đi, má ba chú đi. Hình như anh có vừa. Hai đây thấy hiền hơn nè. Em. Em hả? Anh thấy lành hơn. Bye bye chú. Rồi, cảm ơn con. Trời, giờ này bắt đầu đông rồi làm gì? Giờ này bà con vô đông quá. Chung này như là bài bán không có tập trung. Chỗ nào muốn bài bán gì là bay bài bán à, muốn tập trung đi dòng khu chợ thành phố mà rải rác dài lắm. À, bên đây có món cá nè. Đây đặc trưng thì em thấy có bán những cái mặt hàng tre gỗ này rất là nhiều luôn cô chú. Dùng này bắt những cái gỗ này rất là nhiều. Ngon không? Này nó mất tiền hơn nhưng mà ăn nó cũng ngon chứ không có vợ. Này là bắt mắc hơn cá thu nữa nha. Chả cá nhồng. Này giá sao hả chị? 90 ngàn ký nha. 90 ngàn ký. Này về chiên cho ngon ta. Chiên ngon lắm, chiên bánh mì ngon lắm. Giờ hôm qua nó chiên bánh mì. Đúng rồi. Dạ. Đó mà để muối mặn 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 thì chiên ngon lắm. Này chưa ướp thì vậy hết rồi, khỏi ướp gì hết. Dạ. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng. Ở chỗ này bộ có cái dùng là làm gỗ này vậy? Thấy bán mặt hàng này nhiều lắm nè. Có làng nghề luôn vậy. Mấy cái này Tết cái mua về cái để mấy cái chậu hoa. Để hoa lên đẹp. Đẹp lắm, trang trí Tết cũng đẹp.
cái này để mở để đường để muối hồi xưa á. Ừ, thắng mở nè. Đi lâu quá mình mới gặp cái này, cái này được gì anh Duy? À, cái này nhìn không biết luôn. Cái này chưa gặp. Cái kêu là cái khạp hả? Mấy khạp này nó nhỏ quá. Chế tôi cũng giống nhau vậy thôi. Cũng kêu bằng cái này kêu bằng gì chị? Cái hũ hả? Là để đựng đường hay gì vậy? Hay đựng gạo? Đựng gạo hả? Ồ, đựng gạo mà nhà mình đông người mấy cái hũ này đâu có vừa nổi đâu. Giờ tao mua lần cá bao không à. Rồi có những nắm còn một tách nè. Đây có lẽ là dưới này là một cái bến sông để chuyển hàng hóa lên cô chú anh chị. Trên này thì cô nông sản rất là nhiều luôn nè. À, đấy em xuống dưới phía dưới này em xem coi dưới đây là bà con đã làm gì, mình có những cái chuồng ghe này cô chú. À. Ở đây là chú đi đánh săn bắt cá. Ồ, chú giá lưới. Chợ nào lên bán chợ đó chứ không nhất thiết phải chợ Mỹ Tho ha. Đúng rồi, gần chợ nào ra chợ rồi bán à. Dạ, hồi xưa khu vực này chắc nhộn nhịp bán dưới sông lắm hay chú? Bán nhiều lắm. Hồi xưa. Ồ, mấy chú ở đây đi. Là chợ nổi rồi. Đi này. 30 năm không? Đó. Vậy là cỡ 30 năm. 30 năm. Dạ, sống ghe. Còn bây giờ hết rồi, bây giờ đô thị quá xe tải tới chỗ rồi. Ờ, giờ hết rồi. Giờ chỉ còn mấy chú đi ví dụ như trong vườn chở trái cây hay là chở cá mắm đánh bắt mang lên chợ bán thôi. Ờ đúng rồi. Dạ dạ. Chỉ còn thấy cái mặt tiền của mấy cái nhà này là mặt tiền xong không nè. Hồi xưa giờ là mặt tiền xong không? Ờ mặt tiền xong hồi xưa rồi đó. Dạ. Còn bây giờ lên chợ cái thành hai mặt tiền. Ờ thành hai mặt tiền luôn. Dạ.
Chú đi với một ngày là được khoảng bao nhiêu ký cá chú? Anh thôi, tùy theo. Dạ. Chú nhầm khi cá chục, nhầm khi 5-7 ký cũng chừng. À, đó, dạ. Vô thường thường là cá gì chú? Cá dứa, cá út. Cá dứa, cá út, giống giống như con cá hú, cá cha nhỏ của mình đó anh chị. Chú đang sửa lưới lại, vậy là mấy giờ mình mới thể hành đi tiếp chú? À, nước nè, cỡ 12 giờ mới có quýt được. Dạ, dạ. Giờ nước đang lớn. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe, tạm biệt chú. Rồi, chúc chú sức khỏe luôn nha. Trên xa bên kia thì có những cái nhà nằm dưới núi sâm chứ nhìn thấy cũng đẹp đó nha. Đi 90 đó. Đi từ năm 90. 90. Dạ. Không đi chắc buồn lắm hả chú? Không đi buồn lắm. Về nhà, về nhà cũng nhớ đi nữa hả? Về nhà thì bữa ai bữa cũng đi nữa hả? Nghĩa là mình ở nhà không được. Mình thích lên lên trên sông nước. Mình thích ở trên sông nước nè. Dạ. Đi hoài nước quen rồi. Dạ. Có cá rồi bán vô chợ bán có tiền. Chứ nghỉ cái về nhà nghỉ cái cũng nhớ rồi. Dạ, ví dụ như giờ có con cháu mà cho chú ở nhà nghỉ hưu à, chú cũng ngứa tay ngứa chân chịu không nổi hả chú? Đúng rồi, chịu không nổi. Buồn lắm. Đúng rồi, đi phải đi chừng nào mà đi không nổi thôi. Dạ, đó có nghĩa là cái đi là về cái niềm vui, cái nếp sống của mình nó ăn sâu vào máu của mình hay chú? Đúng rồi. Như yêu nghề vậy đó. Anh em mình mà yêu nghề làm YouTube vậy đó, đi quay đó, quay cho bà con dạ, xem. Tụi con đi quay, tụi con cũng quen, không có đi quay tụi con chịu cũng không nổi luôn. À đúng rồi. Nghề mà phải đi chứ. Dạ. Nghề nghiệp mà. Phải đi chứ, không đi sao được. Có lúc nào mà cực khổ lắm không chú? Hả? Có lúc nào mà cực khổ lắm không? Sóng gió gì không? Cũng có khi gió. Gió ha. Thổi lên á. Sấm dữ lắm. Mùa này là mùa gió chướng nè. Bê thiền không? Mình núp, chạy mình núp. Núp thôi, chạy núp. Núp vô trong mé, núp. Dạ. Chú nhìn là biết ha. Rồi. Vô trong lá bờ mé nè cái mà núp. Có lần nào mà sợ quá không? Cũng vậy rồi, nó nhảy sống cũng yeah. Quen rồi. Không quen ha. Sống sông nước thì chú quen yeah. Rồi. Quen rồi. Lúc ban đầu thì cái mình nhận mình ối nha. À. Say sống. Ối vài bữa cái nó giết cái nó quen luôn. Dạ. Tuần đấy chiếc thuyền của chú đi xíu xíu nào biết sao đây. Chú cũng gan dữ đó. Mình biết lội, mình biết bơi nữa hả? Dạ. Chú chắc là đi sông nước chắc hát hay lắm. Hò có nghe câu với chú. Rồi đâu hát đâu. Không biết hát không? Không. Không mà. Cái lưới không mà đi có hát không? Không rồi. Chú có hò nghe câu. Rồi, cảm ơn chú nha. Có hát rồi hò. Hôm nay hót thôi kìa. Luôn luôn vui khỏe bán đất nè. Rồi, cảm ơn nhiều. Đó là tay cho bá thằng nước ngoài đi chiều quá. Đó là Mai luôn đó. Mai ơi, đừng lên kết nối yêu thương nha. Ôi kết nối yêu thương kỳ lắm. Chồng chưa, kêu là Mai nè. Ôi ơi, có rồi, có xuôi, có cháu ngoại rồi. Xuôi, có cháu ngoại luôn rồi. Mai mà nói lấy những lời giới thiệu cho kìa. Chị xuống em chút xíu nè. Em ăn lòng sầu dưa quá. Dạ, 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 dạ. Lòng sầu dưa chứ lòng sầu dưa. Thôi nói làm chậm đừng dạng lưỡi. Cá mó nè. Cá mó. Ồ, món ngon quá, bán sao chị? 70 ngàn ký hả chị? Cá mó nhìn ngon ha. Ê, đi thì mới buồn rồi, ký cái mó hay là cái mực cái bóp đồ. Em ở nhà quá, em ở gần gần em mua tiếp chị. Về lấy nước đá nè, ấm vô. Em về tới đây đuối. Ồ, cá đuối khổng lồ. Vậy bên đây thiếu bóp với chim này kia nọ rồi. Chỉ có đuối qua đây chỉ còn đuối thôi. Đuối mà đó đó. Chỉ còn cá đuối thôi. Qua tới đây là phải đuối rồi. Qua tới đây là đuối rồi. Gì không chị? Ủa hải sản ngon quá. Đúng rồi chị ơi. Mực mực tươi thánh luôn cả chị. Cho con quay mực nha con. Quay đi anh. Dạ. Tương ngon. 500 ngàn một hộp đủ quay rồi đó. Dạ. Con mặt canh canh đó, quay lại đi. Cô đang làm khô quá vậy con. Cô quá. Có chỗ rửa chén luôn, cái này khô cái gì cô? Khô cá nục, cái chỉ vàng á. Ngồi làm tại chỗ luôn, ngon quá ha, cái này nhiêu 1 ký? Cô bán rẻ mà. Dạ. 240 2 ký. À, cô bán rẻ 240 2 ký là 1 ký 120. Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Cô cười ra.
cô nói làm đơn cô nữa. Dạ. Có kênh bước chân miền Tây. Chung ở đây thì còn có cá này này rất là ngon một chút. Cá mò, cá mò. Cá mò ha. Cá mò. À, kia là cá. Đây là cá mò. Đây là cá mò nha. Cái gì vậy chị? Cá mò, cá mò. Cá mò luôn. Ủa cá mó mà sao qua đây hành mò? Qua đây là mò luôn đó. Qua đây là cô mò luôn. Qua đây cô hành mò rồi hả? Cái bên cá chim nha, mình không dám nói bậy. Nói bậy gì đâu, thì đâu. Đây là cá chim trắng nè. Chim mò, chim mò hả? Hay tạ ơi. Hay tơ ơi, cá chim mò. Rồi rất là vừa được. Rồi chúc cô bán đất hàng nha. Để con giới thiệu cá cho khán giả ta biết nha con. Đây thì cá bạc má. Cá bạc má cho. Cá bạc má nè, cá ngừ. Cá ngừ. Hôm nay giá bao nhiêu tiền ký thì cô? 50 một ký. 50. Cá bạc má 60. Dạ 60 cá bạc má. Bên đây 50 nhỏ. Nó nhỏ hơn nha cô. Dạ. Bên đây là nhiêu vậy hả? 1 ký 50, ký 60. 50, 60. Bạc má. Bộ này bạc má nhỏ. Cái đó 25 một dĩa. 55 một dĩa nè. Ừ. Đây 50. Bên đây là 25.000. Một thằng vậy đó. 25. Một giá căn nè. 25.000 quá rẻ. Giá căn vậy 25.000. 25.000. Con thấy 25.000 này ăn từ sáng tới chiều quá hả? Ừ. 6 con cá. Người ta mua dĩa vậy vậy ta có ăn chiều. Dĩa vậy đừng đừng ký không vậy? 600. 600 gram. Hơn nửa ký là nhiều lắm. Dạ cảm ơn dì nha. Rồi. Cô chú chị nào đi chơi. Ở đây thì nghe có cái gô nè. Chợ gần 9 giờ cô chú, nhưng mà bà con cũng còn đi đông nha. Để em đưa thế nè. Mình lấy xôi cho nó bớt vài cái chất nhớt cho nó nhanh, làm nhanh với mấy xong. Bên đây thì dài bên đây thì cũng có bán rau cô chú, rau này kia nè. Nắng thì rau cũng có chỗ nó cũng héo, nhưng mà khi mà tưới nước lên nó tươi lại một chút. Đó. Đây rau này rau má, đặc biệt rau má ra nắng mà hơi héo hơn chút. Ở đây cô bán khoai ngọt cũng rất là ngon nè. Củ qua. Rồi phía bên đây thì khô. Đó, quầy khô rất là nhiều khô luôn nha. Đây. Mất tiền vé của tàu khách từ biển. Vũng Tàu đi vô. Vũng Tàu đi vô nha. Khắp nơi nha. Đây cô là sẽ nhấp cọc bên đây. Đây để con quay biển hiệu cho con nha. Tôm khô nè, tôm khô. Ở đây thì chỉ bán khô đủ loại luôn nha cô chú. Đây thì cá sạch.
giờ đây cỡ 8 giờ rưỡi cô chú anh chị. Mà giờ đây thì bà con bắt đầu đi chợ đông lắm nha cô chú. Ở đây thì em thấy gian hàng của cô bán ớt là rất là nhiều ớt ngon luôn nè. Thấy coi cặp pháo nè cô chú. Tỏi, ớt, tiêu rồi đầy đủ nha. Tiêu, tiêu xay, tiêu hộp luôn. Có những cái khạp những cái lu mà để đựng nước nước mưa đó cô chú. Đây là cái lu này thường là ngày xưa thì nước mưa nè, cái khạp này thì ta lấy gạo này kia. Đây thì cái dân hàng của cô bán khoai, khoai cao bí này kia nè, nhìn rất là ngon. Đây thì bán măng cầu, cam, mặn. Bên đây thì bán trứng, chú bán trứng nè, trứng này kia. Bưởi giờ đây bán bưởi chân gà để nghe cho chú. Chiên gà vừa vậy chị, ở lại nước nhiều này là dừa, dừa chúng ta bưởi cho chú. Nước nhiều mà ngọt này giá sao chị? 8.000 trái, thôi rẻ quá. Chợ vậy là đông chứ chị? Vậy là đông lắm rồi đó hả? Cuối tuần mà đông hơn ha. Ủa hai ba người đi mà cả trăm người bán là chân gà về hấp hành quá. Chân gà đó bán gì sao anh trai? 80.000 ký chân gà nó cũng vậy. Bạn giải vệ sinh khe hở 10.000 đồng một cây, 1 cây 10.000 đồng. Bạn giải vệ sinh khe hở có tác dụng giảm tăng trạng không sức lực. Bạn giải vệ sinh khe hở có tác dụng giảm tăng trạng không sức lực. Bạn giải vệ sinh khe hở có tác dụng giảm tăng trạng không sức lực. Bạn giải vệ sinh khe hở có tác dụng giảm tăng trạng không sức lực. Ở đây thì bị lên tôm nhảy luôn. Tôm 600 mốt 1 kg, bao giá. Mấy tôm mà đừng bay
Hôm nay thì có lẽ là ngày thứ bảy cô chú, nên chợ này cũng bà con cũng đi đông. Thế thường thì nghe mấy cô chú nói gần đây thì chợ này cũng hơi chậm. Đây là củ kiệu nè. Mỹ Tho này thì nó lớn lắm cô chú, đi nãy giờ mà chưa giáp nữa đó. Rất là ngon luôn. Cô bán cá đồng, cá sông. Hai con luôn nha chị. Đây là cá lóc Mỹ luôn nha. Trước em bên dãy này thì thấy bắt đầu là bắn mấy cô bắn cá rất là nhiều luôn cô chú. Cá nè, hải sản. Con xin ghi hình tí nha cô. Cá này cá gì vậy cô? Dạ, con chim. Cá chim ha. Chim trắng bồ côi là đây đấy ha. Chim trắng bồ côi của nhà cô Cẩm Ly đó. Dạ, nhà cô Cẩm Ly. Đây cô làm chả có thác lát luôn ha. Thác lát luôn. Dạ. Vô luôn. Rất là ngon. Con tên gì? Dạ. Đó, cô Hạnh. Cô Hạnh nha. Thằng giới thiệu cô Hạnh bán chả cá chợ Mỹ Tho. Giúp cá chợ Mỹ Tho. Bóp chim hồi đó luôn. Đâu chim đâu? Chim này, bóp có hồi đó. Bạn ơi, chim trắng tươi luôn. Đó, chim trắng mồ côi. Chim trắng mồ côi. Bóp hồi đuối luôn. Bóp hồi đuối luôn. Dạ. Còn cái này mình dùng làm cá phăng hả cô? Cái này dùng để nấu cho heo ăn. À, cho heo ăn. Đầy đủ luôn. Cá bớt, cá chim, cá hồi, cá đuối. Cá đuối luôn. Để
Cá bự này là cá gì cô? Cá hồi. Cá hồi hả? Rồi. Con này cá bóp. Bóp. Bóp hồi. Bóp chim hồi. Bóp gì? Bên kia là đuối luôn. Bên kia là đuối, vậy là mình phải để mấy cái con của mình một hàng như nè. Giới thiệu rồi này bóp này chim này hồi đuối. Đây đủ mặt hàng ăn chơi hết. Rồi cái con mực luôn. Mực luôn. Mực trứng luôn. Để con giới thiệu giá thị trường nha. Ồ ngon quá nè. Này giá sao cô? 240. 240. Dạ. Còn cá chim 150. Dạ. Cá bóp con? Bóp 200. 200. Mùi mực này bự ngon quá. 208 nha quý vị. Đó, mình cập nhật giá hải sản của cô Hạnh ở chợ Mỹ Tho. Giá này bán Tết luôn chưa? Chưa hay là Tết cho khác ha. Giá khác có theo thời điểm. Đây là dụ đi ha. Dạ. Mực năm nay hốt á. Mực năm nay hốt hả kìa. Dạ. Qua bắt hết kìa. Chúc cô Hạnh luôn luôn vui khỏe bán đất nè. Rồi, cảm ơn nhiều. Đó là tay cho bá thằng nước ngoài đi chờ bá. Ở là Mai rồi đó. Mai ơi, đừng lên kết nối yêu thương nha. Ôi kết nối yêu thương kỳ lắm. Chồng chưa, chưa là Mai nè. Ôi ơi. Có rồi, có xuôi, có cháu ngoại rồi. Xuôi có cháu ngoại luôn rồi. Mày mà nói vậy, mày mà nói lấy những lời giới thiệu cho kìa. Chị xuống em chút xíu nè. Em ăn lòng sầu dưa quá. Dạ 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 dạ. Lòng sầu dưa chứ lòng sầu dưa. Thôi nói làm chậm đừng nhận lưỡi. Món ngon quá, bán sao chị? 70 ngàn ký hả chị? Cái món nhìn ngon ha. Ê đi, em mới mua 10 ký cái món à, là cái mật với cái bóp đồ. Em ở xa quá, em ở gần gần, em mua phép chị. Em về lấy nước đá để ớt vô. Em giờ tới ăn đuối. Ồ, cá đuối khổng lồ. Cá hồi nữa hả? Dạ, vậy bên đây thiếu bóp với chim này kia nọ rồi. Chỉ có đuối qua đây, chỉ còn đuối thôi. Chỉ còn cá đuối thôi. Qua tới đây là phải đuối rồi. Qua tới đây là đuối rồi. Gì không vậy? Ủa, hải sản ngon quá. Đúng rồi chị ơi. Mực mực tươi thánh luôn cả chị. Cho con quay mực nha con. Quay đi anh. Dạ. Tương ngon. 500 ngàn một con thử quay vậy đó. Dạ. Con mặt canh canh đó. Quay lại đi. Cô đang làm cô quá vậy con. Cô. Cô á. Ồ, ngon quá. Là nhiêu cô? Một năm 500. Một con 500 ngàn hả? Ờ, một năm 500, một năm 1 năm. Cái này là cái gì cô? Cô này con cá chỉ vàng. À, quay một mâm vậy là 500 ngàn. Nãy giờ con quay cái chục mâm rồi. Thế ra nó trả tiền đi cho đừng đi nha. Ở lại rửa chén quá. Rồi vậy là trả đó. Trả tiền rồi rửa chén, muốn rửa chén có chỗ rửa luôn. Có chỗ rửa chén luôn. Cái này khô cái gì cô? Khô cá lục, cá chỉ vàng á. Ngồi làm tại chỗ luôn, ngon quá ha. Cái này nhiêu một ký? Cô bán rẻ mà. Dạ. 240 2 ký. Cô bán rẻ 240 2 ký là 1 ký 120. Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Cô cười kìa. Cô nói lành hơn cô nữa. Dạ. Có kênh Bước Chân Miền Tây. Chung ở đây thì con cá cá này này rất là ngon nha chú. Cá mò, cá mò. Cá mò ha. Cá mò. À, kia là cá. Đây là cá mò. Đây là cá mò nha. Cái gì vậy chị? Cá mò, cá mò. Cá mò luôn. Cá mò. Ủa cá mó mà sao qua đây hành mò? Qua đây là mò luôn đó. Qua đây là cô mò luôn. Qua đây cô hành mò rồi hả? Kế bên cá chim giờ mình không dám nói bậy. Nói bậy gì đâu thì đâu. Đây là cá chim trắng nè. Cá mó bớt cá chim nó hỏi chứ đuối. Vậy chim mò. Chim mò hả? Hay tở rồi. Hay tơ ơi, cá chim mò. Rồi rất là vừa được. Rồi chúc cô bán đất hàng nha. Để con giới thiệu cá cho khán giả ta biết nha con. Đây thì cá bạc má cô. Cá bạc má nè, cá ngừ. Cá ngừ. Hôm nay giá bao nhiêu tiền ký đi cô? 50 một ký. 50 cá bạc má. 60. Dạ 60 cá bạc má. Bên đây 50 nhỏ. Nó nhỏ hơn nha cô. Dạ. Bên đây là nhiêu cái gì hả? 1 ký 50, ký 60. 50, 60. Bạc má. Bộ này bạc má nhỏ. Cái đó 25 một dĩa. 55 một dĩa nè. Đây 50. Bên đây là 25 ngàn. Một thằng vậy đó. 25. Một giá căng nè. 25 ngàn quá rẻ. Giá căng vậy 25 ngàn. 25 ngàn. Con thấy 25 ngàn này ăn từ sáng tới chiều quá hả? Ừ. 6 con cá. Người ta mua dĩa vậy về bán quá chiều. Dĩa vậy đừng đừng ký không vậy? 600. 600 gram. Hơn nửa ký là nhiều lắm. Dạ cảm ơn gì nha. Rồi. Cô chú chị nào cũng đi chợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con cá rô nè, lóc. Chợ gần 9 giờ cô chú, nhưng mà bà con cũng còn đi đông nha. Mình lấy xôi cho nó bớt vài cái chất nhớt cho nó nhanh, làm nhanh với mấy xong. Bên đây thì giờ bên đây thì cũng có bán rau cô chú, rau này kia nè, nắng thì rau cũng có chỗ nó cũng héo, nhưng mà khi mà tưới nước lên nó tươi lại cô chú. Đây rau này rau má, đặc biệt rau má ra nắng mình hơi héo hơn chút. Đây cô bán khoai ngọt cũng rất là ngon nè, thủ qua rồi. Phía bên đây thì khô đó, quầy khô rất là nhiều khô luôn nha. Đây mất tiền vé ngoài Vũng Tàu đi vô, khắp nơi nha. Đây cô là sẽ nước ngọt ở đây. Đây để con quay biển hiệu cho con nha. Đó, ai có nhu cầu mà cô tâm khô nè, tâm khô thì chỉ bán khô đủ loại luôn nha cô chú. Bên đây thì cá sạch, bún bánh chanh này kia lên hỏi đó cô chú, đồ chai luôn nha. Bán hết thì đã nợ hết rồi. Bán hết rồi cho nợ hết luôn. Ở đây có những chai bánh khô 250 ký, gian hàng của mình là Tăng Phúc ha. Nhân hàng khô của anh thì có giá luôn cô chú, để cho bà con tiện để lựa chọn nha. Rơm Cà Mau, rơm Cà Mau là ngon lắm cô chú. Và bên phía bên trong này thì bán đồ tạp hóa.
đường chai được cô chú. Đây có dàn hàng chị gái bán bánh kem nè. Kem này làm tự làm luôn hả chị? 28 này, cái 12 này, cái. Ôi, thì bánh bông ra quá đẹp luôn. Chị có máy kìa. Làm tại chỗ luôn mà. Thơm ngon. Làm máy bằng điện. Đó là đổ đổ bánh bông lan hả chị? Từ chút. Quên à. Cứ quay tôi. Đây ra mấy sản phẩm này. Nổi tiếng luôn rồi phải không? Nổi tiếng lên luôn. Thôi chào nha, chúc cô chủ bán đắt hàng nha. Đúng rồi, đi về lại đi. Đây cũng bánh kem luôn mà tôi biết. Lôi lôi nhỏ nhỏ nè. Dầu, nước tương, ngọt, ngày cao. À, bên đây thì có một số quầy cũng bán đồ nông sản người chú. À. Ở trong này thì rất là ngon nha. Bên đây thì có bán mắm này cô chú. Ở trong này thì mắm cũng rất là ngon. Ở trong này có hát nhạc cô chú. Em không thấy nó quay lâu được. À, trong đó hát nhạc quá tràn luôn cô chú ơi. À, ghi hình không được nha. Sức khỏe nha. Đó có đặt hàng nha chị Hai. Ở đâu đây? Ở đâu đi mấy con ở đây? An Giang. Mấy An Giang. Châu Đốc An Giang dạ. Ở trên đó chắc đắt à, đông á. Dạ. Chợ trên đó đông, ta đi với bà đồ á. Dạ. Mua đây hết mùa vía rồi cô. Dạ. Mua đây hết mùa vía rồi qua Tết mới được. Qua Tết ha. Dạ, qua Tết mới đông. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô Hai nha. Rồi. Có bến đò bây giờ không có bến đò. Có bến đò. Nhưng mà bây giờ không có bến đò. Bây giờ đi pha đi rồi không có cầu. Cầu gì? Rồi người ta bán trên những cái sạp đó hả cô? Lúc sạp trước. Giải tỏa hết trường. Sạp này giải tỏa lâu năm nay chưa? Lâu rồi. Cỡ 5 năm trước đây là 20 mấy năm rồi hả? Ờ ngày xưa chỉ bán những cái sạp thôi nhưng mà bây giờ là người ta giải tỏa hết luôn. Ai không có tiền ngồi dưới hè. Dạ ngồi dưới hè như cô vậy đấy ha. Ha. Còn có tiền này vô kia hết ha. Ừ. Dạ, đây cô bánh mì rất là ngon nè. Cô cũng bánh mì của mấy chục năm luôn hả? Mấy chục năm rồi. Ồ, ai cũng có số tuổi đây chừng ha. Từ mẹ tới đời con rồi, tới đời con rồi, tới đời cháu sau này có còn bán không? Không, đời cháu. Nghỉ ha, đi học đại học cho rồi ha. Vậy thì cô là bán gì đam mê thôi. Bán nuôi con chứ. Bán nuôi con. Giờ con học đại học hết rồi. Chưa nè ha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn hai cô nha, chúc hai cô sức khỏe nha. Dạ thì nãy giờ video em ghi hình cũng dài cô chú anh chị. Có lẽ là em sẽ kết thúc video ở đây.
chợ Mỹ Tho này thì bà con đi thì cũng rất là nhộn nhịp cô chú. Thường thì bà con chạy xe không à, chạy xe đi chợ luôn cho nó tiện. Đây nè, bên phía sau nhà cửa đông cô chú, cửa đông chợ Mỹ Tho. À, thì đây là một số hình ảnh mà em ghi ở chợ Mỹ Tho cho cô chú anh chị mình xem để giải trí nha. Có lẽ thì em xin kết thúc ở đây nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha. Em sẽ cố gắng ghi hình những cái chợ miền Tây cho cô chú anh chị mình xem để giải trí. Cô chú anh chị mình có yêu mến kênh thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like để em có động lực em đi về những cái tỉnh miền Tây, em ghi hình những cái chợ thôn quê cho cô chú anh chị mình xem. Giờ em tạm biệt cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị mình một ngày thôi là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Ở đây cô bán cá nè, cá bên đây thì có cô bán tôm mực. Tôm thì bác gì bác tôm rất là nhiều luôn. Đó, cô chú anh chị mình có đi chợ Mỹ Tho là ghép hộ gì ở đây nha. Dạ con ở bên An Giang. Dạ. Đi qua đây chơi hả? Dạ con qua đây con ghi hình cho bà con xem. Dạ chợ mình gần đây bán đất không cô? Bán gần cận Tết rồi nè. Gần Tết thì người ta giờ lặn ra tiền rồi ta. Dạ. Hôm nay là thứ bảy ha, hôm nay thứ bảy bán lê gai. Yeah. Vậy là cô bán được đất là thứ bảy chủ nhật là bán đất hả cô? Có mấy hôm cũng như vậy, cũng vậy ha, nhưng mà hôm nay là bán đất hơn ha. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe, sắp tới bán đất hàng hơn nữa nha. Em gái rất là dễ thương, con gái Mỹ Tho. Cô gái Mỹ Tho bán tôm. Quá giỏi luôn rồi. Về An Giang không? An Giang cũng là miền Tây thôi, Mỹ Tho cũng là miền Tây với cô. Về An Giang nè là có chùa Bà Chúa Xứ nè. Đó, em gái có đi viếng chùa không? Đi hoài ha. Cho đốc An Giang. Rồi, cảm ơn em gái nha, chúc em gái sức khỏe nha. Dạ. Đi An Giang chơi ha. Ở bên khu bên đây thì rất là nhiều khô nha cô chú. Vậy này bán khô rất là nhiều luôn nè. Nhiều khô ngon luôn.